Rồi xem dịch lên xe tải nha các bạn, ngay lỗ xe luôn. Chuẩn bị chuyển đồng rồi các bạn ơi. Đây mình quay cho mấy bạn xem gần hơn nha. Đây còn thúng nữa là lên hết luôn các bạn. Này còn tầng thuốc ở trên luôn mà. Gấp vô rồi các bạn. Rồi. Một em thoát ra. Quá nhiều à, cái cây lùa vô à. Đây còn hai em ha. Đây, như còn 7 con. Cái này à, chuyển đồng luôn hả gì anh? Chuyển về đâu? Hồng Ngự hả? Anh Bảnh mới vừa đang làm lúa hả? Rồi nè. Còn ở dưới. Bài này mấy ngàn con mà nhiều dữ vậy chứ. 2000 mấy ngàn.
Hả? Là em thấy nó đẹp lạ. Dạ. Em mới dòng ghiền nè. Bên đây còn 2, 4, 6, 8 con rồi. Nãy 7 con về 8 con. Cái ngắt rồi. Chỉnh lại các bạn, sắp xếp ra, tiếp tục rồi sau cho nó lên hết luôn rồi. Còn như đây làm nhanh lắm. Tới tối anh nó về tới. Em đang bên nhà con, đang chuẩn bị chạy về như sao. Lên đi trước anh về. Học à, giờ trèo xuống rồi. Xong rồi các bạn. Còn 8 em. Rồi, lên luôn. Rồi, xong rồi các bạn ơi, di chuyển cái về Hồng Ngự Đồng Tháp nha. Chống lên kìa. Chống lên kìa.
con đi xong.